như quan điểm của chủ đầu tư kể từ khi xây dựng dự án. Dự án Wyndham Soleil sẽ là dự án với hàng loạt những điểm tối ưu nhất, đẳng cấp nhất, hiện đại nhất. Trong đó có một điểm rất đặc biệt của Wyndham Soleil Đà Nẵng là được thiết kế với tổng 21 thang máy và thang cuốn tại mỗi tòa nhà, đã chấm dứt hoàn toàn việc quá tải thang máy và đặt trải nghiệm tiện ích của khách hàng lên ưu tiên hàng đầu. Ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh chào đón trên sân khấu ông Hoàng Thái Tuấn Anh, trưởng văn phòng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Xin mời ông lên sân khấu đọc quyết định công nhận kỷ lục Việt Nam cho công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Thái Tuấn Anh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thay mặt cho Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, tôi xin được đọc quyết định công nhận kỷ lục. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, số 2084 trên QĐ KLVN 2018, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2018, quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, căn cứ quy trình xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra, đối chiếu và thẩm định trực tiếp của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, quyết định điều 1 chính thức công nhận kỷ lục tòa nhà có nhiều thang máy nhất Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018, sở hữu kỷ lục công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào niên giám kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc. Điều 3, đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Trần Trường An đã ký. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời ông Hoàng Thái Tuấn Anh sẽ nán lại sân khấu ạ. Vâng, xin được kính mời đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng. Xin kính mời hai ông bà sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng sẽ đón nhận chứng nhận kỷ lục, một giải thưởng rất là danh giá, đánh giá và ghi nhận cái đóng góp và nỗ lực của chủ đầu tư PPC An Thịnh trong việc tạo ra tòa nhà Wyndham Soleil Đà Nẵng thật ấn tượng. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Doãn Hợp, nguyên ủy viên Trung Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ lên trao bằng và cúp biểu tượng kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng. Mời các quý vị và các bà sẽ chụp hình lưu niệm cùng với nhau ạ. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin được cảm ơn ông Lê Doãn Hợp. Xin được cảm ơn ông Hoàng Thái Tuấn Anh, ông Phạm Hoàng Bình và bà Nguyễn Thị Minh Phượng. Sự ghi nhận của Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng chính là sự ghi nhận cho những cải tiến, những nỗ lực của dự án hội tụ những gì tinh hoa và đẳng cấp nhất trên thế giới.